Hôm nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều đã tổ chức Ngày hội Công nghệ Thông tin lần thứ 5 năm 2015 với chủ đề Lớp học thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học và khai trương trung tâm dữ liệu bài giảng điện tử. Ngày hội công nghệ thông tin lần này, ngành giáo dục đào tạo Đông Triều đã giới thiệu mô hình lớp học thông minh và tổ chức cho giáo viên các trường ở 3 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thị xã dạy thực nghiệm ứng dụng mô hình lớp học thông minh. Mô hình này được thực hiện thí điểm từ năm 2014 với 50 phòng học tại 43 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Đến nay, Đông Triều là địa phương đầu tiên và duy nhất của tỉnh thực hiện mô hình lớp học thông minh. Hiệu quả lớn nhất của các lớp học thông minh chính là phát huy sức mạnh khoa học công nghệ và giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh sáng tạo, chủ động trong dạy và học. So với lớp học truyền thống thì em thấy lớp học thông minh giúp em dễ hiểu bài và tiếp thu bài tốt hơn. Đối với cái mô hình lớp học thông minh này thì đây là một mô hình lớp học vô cùng hiện đại. Thông qua đó thì giáo viên học sinh có thể tương tác với nhau rất nhanh chóng thông qua hệ thống bục giảng thông minh và máy tính bảng. Ở trong lớp học thông minh đó thì học sinh và giáo viên có thể tương tác với nhau nhanh chóng thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập. Và đơn giản hơn, học sinh có thể thỏa mãn tra cứu thông tin, tìm hiểu tư liệu liên quan đến nội dung bài học theo sự định hướng của giáo viên. Để nâng cao hiệu quả lớp học thông minh, tại Ngày hội Công nghệ Thông tin lần này, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Đông Triều đã khai trương trung tâm dữ liệu, bài giảng điện tử với hệ thống kho dữ liệu chung tạo sự đồng bộ phục vụ dạy và học trong các nhà trường. Bước vào khai giảng năm học mới 2015-2016, chúng ta sẽ có mỗi trường học là ít nhất là một phòng học thông minh. Có những trường nhiều nhất hiện nay là chúng ta đã có tới 7 phòng học thông minh. Cái điều mà chúng ta tin tưởng là sẽ triển khai tốt đó là thị xã đã có những cái đầu tư bằng kinh phí từ nguồn tiết kiệm qua thực hiện đề án 20 năm để đầu tư cho lớp học thông minh. Ngày hội công nghệ thông tin năm nay không chỉ tuyên truyền quảng bá các nội dung hoạt động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giảng dạy và học tập tại các trường trên địa bàn thị xã Đông Triều mà còn tạo cơ hội cho giáo viên học sinh của thị xã tiếp cận ứng dụng hiệu quả các thiết bị dạy học điện tử, kỹ thuật số hiện đại vào đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo môi trường học tập tốt nhất cho các em học sinh.